Hôm nay ngày 28, trưa thứ sáu, trời cũng hơi nóng. Thầy Tử đang ngồi ở dưới nhà Bụi Trúc, có mấy lời nhắn nhủ tất cả các hàng đệ tử gần xa. Cái này không phải là clip, chỉ là nhắn nhủ, mà lời nhắn nhủ chân tình. Những đứa đệ tử gần đây đã u mê, đã bị trúng chưởng bùa phép của địa tiên, của thiên ma, của tà. Ở trên núi chúng ta gần đây, về mặt hữu hình thì có vòng sản, nó bao dây, nó dùng tiền nó mua chuột và nó đã mang họ thiên trà trộn vô đây rất là lâu, nhiều năm. Đến ngày hôm nay là ngày cuối, khi tiếng sấm sắp nổ, đức thầy sắp xuất hiện, sư phụ sắp về nước làm vua, cho nên nó mới vừa rồi dùng những cái trò bỉ ổi cuối cùng để mà làm cho những đứa đệ tử họ thiên mà tâm không có vững để đi lạc đường, gọi là chúng bùa chúng ngải. Cái tà thần á, họ dùng âm binh, họ chỉ trá hình bề ngoài là Phật, nhưng mà họ xài âm binh và phù chú. Họ đã nghe lời của bên quốc nội để mà phá hoại núi và chia rẽ những hàng đệ tử còn mê. Ngày 12 tháng 6, thằng Nguyễn Minh Tiến là đệ tử ruột của sư phụ lên cái clip chửi sư phụ đủ điều, chỉ xuyên tạc thôi. Sư phụ cũng không trách, vì sư phụ là dạng hay là thao thì tự sư phụ biết. Sư phụ là thiên tử hay là thiên tử giả, tự sư phụ biết. Cha biết, không cần các hàng đệ tử biết. Các hàng đệ tử chỉ cần đã một lòng nguyện thệ theo Thượng Đế, theo Phật Mẫu, đeo dấu thiên tâm thì nên đeo, đọc kinh. Nhưng có những số hàng đệ tử chỉ một đêm sáng dậy dục cuốn kinh một bên, dục hình tượng cha mẹ một bên, dục dấu thiên tâm một bên mà chạy theo tà, theo địa tiên. Cái người sư phụ của thầy Pháp, dùng cái chữ thầy Pháp, không có nêu danh ở đây, người sư phụ đó chỉ là một địa tiên tà, và thầy Pháp chỉ là thầy Pháp luyện âm binh. Chùa đã giải thích cái này, tại sao núi mình có tà có chánh, cái gì nó cũng phải có hai mặt, và đồng thời cũng là để thử thách cho những hàng đệ tử theo vụ long năm. Thì khi thầy Pháp thì cốt là sói, thì tâm vẫn là sói, ngụy quân tử, rất là nham hiểm độc ác. Sư phụ đã biết từ lâu nhưng mà không có nói được, là vì sư phụ lo cho 100 triệu dân, chứ không có ở đây lo cho chuyện nội bộ. Sư phụ có nghĩ là sói có thể tu thành tiên, nhưng mà không ngờ ngày 12 tháng 6, Nguyễn Minh Tiến là hàng đệ tử của thầy Pháp chửi sư phụ thậm tệ. Tôi không bao giờ ngờ, mất đệ tử thì đã đau lòng rồi, nhưng những đệ tử chỉ một đêm quay mặt lại, cũng như lấy muối mà cài vô vết thương, sư phụ từ bi. Sư phụ rất là đau lòng, là vì đệ tử nó không hiểu mình, nhưng mà dầu sao cũng tình nghĩa, sao nó lại vô tình quá đáng, vì nó trúng bùa. Sư phụ không có chấp. Gần đây tất cả những đệ tử nào gọi vòng vòng để lôi kéo những đệ tử ở phía sau không hiểu chuyện, sư phụ cũng không chấp, là vì khi đã bị trúng bùa, cách bùa ngải của âm binh là như thế nào để vừa giải thích. Ở đường dây điện thoại này và đường dây điện thoại bên kia, khi những người biết nói chuyện với âm binh đó, họ có thể dùng ma tâm đi qua đầu dây bên kia để mình chuyển tâm người khác. Đó là cách thức họ làm. Nhưng mà mình học Phật mình nên nhớ, mình đi sân si, mình đi gọi, tức là giọng ngữ, là đi dèm pha, xuyên tạc và lôi kéo, đó là đại phạm tội rồi. Huống chi cản trở một thiên tử một chân mệnh thì càng quá
quá sức ư là không biết tội nghìn trùng, không có thể nói được. Nhưng hữu từ bi vẫn sinh. Tới ngày hôm nay, qua ngày 14 tháng 6, Nguyễn Minh Tiến đem cái lọ với cái dĩa vô trong chùa để mà trấn ém niệm Phật đường Huy Minh. Bảy bắt gặp. Khi bảy bắt gặp, tại mấy vị kêu là ngày trước sư phụ điều khiển bảy về để mà canh, tôi biết trước hết mà. Thì có quả tang nhân chứng vật chứng, Nguyễn Minh Tiến lén lút thập thò đi vô chùa, bỏ cái đó trắng ém. Chứ vị ở trên, ngài hộ pháp ở chùa kêu sư phụ phải đem cái đó đi bỏ thật xa ra khỏi cái mà chùa Phi Minh, nếu không trong đó sẽ có nhiều tai nạn, rồi sư phụ là người đứng tên chủ cái building sẽ có nhiều trách nhiệm. Thì y chang, qua ngày hôm sau sư phụ điều khiển bảy về, thì quả nhiên là đúng sự thật. Nguyễn Minh Tiến ngày trước thì chửi, ngày sau thì đem đồ vô chùa Huy Minh lén lút, lén lén lút lút và chạy ra khỏi chùa. Tưởng đâu chuyện cũng im, ai về đâu có đứa đệ tử ở Dallas bị âm binh làm cho té, gãy tay. Sư phụ lại đau lòng. Rồi có một đứa đệ tử bị âm binh cứ đè, bóng đen cứ đè, vô nhà cứ phá hoài. Những đứa đệ tử mà thân cận sư phụ đều bị âm binh đi tấn công. Mùi mùi của sư phụ cũng bị tấn công. Sư phụ cũng bị tấn công. Họ không có gì để xuyên tạc. Những người có sức mạnh như công chúa con của Long Dương, hay là những công chúa con của những ông trời kế hàng để mà giúp cho hoặc cho cha sư phụ để cai quản càng khôn, cũng có thể đầu thai xuống trần mang sắc phạm. Nhưng mà các con không biết, sư phụ giải thích thì lại bị hiểu lầm dèm pha. Tới ngày hôm nay sư phụ vẫn giữ đúng 12 giới luật, chưa có làm gì sai với hàng đệ tử hết. Nhưng mà cái hàng đệ tử đã làm quá sai. Hôm nay cái clip này giờ chót sư phụ nói, để đứa nào còn có thể quay đầu thầy sư phụ cứu nổi, mà không quay mà đi theo thầy pháp, mà bỏ hình tượng cho mẹ, rồi xỉa sói xuyên tâm, nói xấu công chúa, nói xấu sư phụ, thì coi như sư phụ không có biết phải làm sao nữa. Còn riêng những cái tà quyền thầy pháp, họ nghe lời từ phía bên quốc nội, họ ra hải ngoại, rồi thầy pháp lại tạo phản để mà chia rẽ. Vì cứ muốn đạt lên cái chức để cho nhiều người trọng vọng thì phải tìm cách để mà bôi nhọ, xuyên tạc, chia rẽ. Cho nên tại sao hôm nay lại có những lời nói này, là vì các chư vị đã trừng trị. Từ nay núi Thiên Long Sơn thanh bình, không còn địa tiên lộng hành nữa, không còn thầy pháp tà lộng hành nữa. Còn về mặt đời ở Thiên Long Thổ, Thiên Long Sơn không còn phe phái nữa, rất là thanh bình. Nó cũng giống như phong thần vậy đó, lập lại tại đỉnh núi này, y chang vậy thôi. Để mà sư phụ được yên tâm, rảnh rỗi để mà về nước Việt lo cho 100 triệu dân. Đó là nhiệm vụ chính, là phân nửa cái phần còn lại của bài kính thiên. Còn những hàng đệ tử mà cứ ham này mưu cầu nọ, rồi nghe này nghe kia, đó là chiêu bài của thiên ma, của tà. Họ cứ làm cho mọi người yếu dạ đó, lửng lửng, thì họ thắng. Rồi họ cứ đi xuyên tạc. Nếu một người mà đi xuyên tạc mà nói xấu người này người kia, cứ nghe là đã phạm giới rồi. Bồ Tát hay là Phật không bao giờ, tốt hay xấu cũng không bao giờ nói, trừ khi những người có thẩm quyền phán đúng phán sai. Như sư phụ có ấn chứng, có ngọc ấn chứng, sư phụ có quyền thưởng phạt nhân loại đó, biết không? Hiền là hiền, nhưng mà sư phụ có ấn chứng thưởng phạt. Cho nên hôm nay sư phụ chỉ giữ được cái mạng để mà còn cho những người đó có cơ hội để mà quay đầu.
còn tái phạm một lần nữa thì sẽ tiêu xác tiêu hồn, đừng có trách sau là thái tử xuống trần không có từ bi. Thái tử rất là từ bi, nhưng mà các chư vị không có từ bi, những vị thiên tướng thiên thần không có, chỉ làm theo lệnh thôi đó. Thái tử biết được, thái tử chỉ can thôi. Lần này thái tử biết được, thái tử chỉ can thôi. Nên nhớ, gán coi cái này nên nhớ. Chỉ can để giữ mạng lợi gì. Tất cả chúng ta xuống trần ai cũng đều làm sai, nhưng mà đừng có quá sai. Phạm với con trời là rất là quá sai. Phạm với công chúa, con của một trời nhỏ hơn cũng là quá sai. Phạm với một người làm từ thiện thì các con không hiểu cái luật đó như hậu quả như thế nào thì coi như không tính. Nhưng mà phạm với người có chân mệnh rất là cao thì là đại phạm tội. Ai cũng có thiên binh thiên tướng theo để mà coi sự việc đúng sai của nghiệp thế gian. Và những cái tà thần hay là thầy pháp ở trên núi này, bao nhiêu năm ở trên núi này luyện pháp luyện âm binh, bây giờ các con dục cũng kinh bên, bỏ hình tượng cho mẹ ông bên mà đi luyện âm binh, bề ngoài là Phật Phật nhưng mà thật sự đó là tà đó, biết không? Thời nay chỉ có Thượng Đế thôi. Thiên tâm là nêu cao Thượng Đế, mà không biết Thượng Đế là ai thì đừng bao giờ tu. Đừng bao giờ nói mình là tu. Không có đọc kinh Lăng Nghiêm, không có đọc thập chúng chú thì đừng có nghĩ là mình tu. Luyện tà, luyện phù phép, cái đó là ma là quỷ đó, ở thế gian để mà đi chuộc lợi, mưu cầu, mong này mong nọ, sân và si. Còn tu thật là giống như sư phụ nè, từ bi nè, biết được những người rất là ác với mình á, mà cũng vẫn từ bi, vẫn xin xỏ cho đó, giữ mạng lại mới gọi là Bồ Tát. Còn những người á, mà đi kêu những đứa bị chúng bùa chúng ngải gọi là chúng trưởng đó, rồi đi gọi người này người kia đi đi rao đi truyền những cái lời gọi là nghịch nhĩ thì có phải là Bồ Tát không? Bồ Tát không có như vậy, Phật không có như vậy. Cốt chỉ là con sói tái sanh luyện âm binh làm thầy. Rồi muốn ngang hàng, muốn cho mọi người thế gian này tôn vinh mình thì làm bao nhiêu chuyện tan tác. Đây là lời thật, việc thật. Hôm nay lời cuối cùng, nếu còn tái phạm các chư vị sẽ làm, thiên tử sẽ làm ngơ. Thiên tử chỉ có một, nhưng mà thầy pháp á và cái đám đệ tử mà gọi là bị chúng trưởng á thì cứ nói lại Việt Nam có thiên tử sẵn. Các con có nghe chuyện đó có nghịch nhĩ không? Rất là nghịch nhĩ, không có đúng. Rồi nghe thằng Tiến chửi sư phụ như tát nước, đặc chuyện không à. Rồi nói là trên núi này không còn linh thiêng, rồi các chư vị vân vân là bỏ đi thế này thế nọ, toàn là dựng chuyện để nói. Đó là nghịch thiên đó. Những cái người nghịch thiên á là chỉ có tiêu xác tiêu hồn. Nhưng mà những người ở xa không sư phụ không có biết thì sư phụ mới không có xin được. Nhưng mà dầu sao cũng tình thầy trò lâu năm, sư phụ biết được, sư phụ đã xin lại hết rồi. Vì lòng từ bi tất cả sư phụ đã xóa hết, xin hết. Và sư phụ theo quy tắc của sư phụ quá ba ngày. Cả con chó sói, đó là thầy pháp, sư phụ cũng đã xin luôn rồi. Cho nên là cái video này là để nói cho mọi người biết rõ câu chuyện. Đó là cuộc trận chiến giữa chánh và tà để mà làm sạch sẽ cái núi Thiên Long Sơn trong tương lai. Nhưng mà lần này là lời cuối. Nếu còn tái phạm, sư phụ làm chỉ có nước là niệm Phật và đọc chú giảng sanh thôi à. Mà không biết có giảng được hay không. Thì Nam Mô Di Đà Phật, đây là lời nhắn nhủ tất cả những đứa họ thiên đã lâu nay bị chúng bùa mê đường và nói những lời không có đúng thì cứ quay về núi sám hối xin lỗi quả mai, còn nếu không
Chuyện gì thì các con sẽ biết trong những ngày kế tiếp. Ai chánh ai tà, tự động mình phải ngồi thiền, mình chiêm nghiệm, mình nghĩ. Mình đến với sư phụ ngày đầu, mình đến với núi ngày đầu, mình đến thiên tâm ngày đầu gì cái gì thì mình nên nhớ. Còn hôm nay mình chạy theo cái gì, có lợi gì cho mình không, hay là gia đình mình bây giờ tan nát hết, là vì âm binh đầy trong nhà hết. Tối ngày đọc những cái câu thần chú của địa tiên, là tức là tà đó, là âm binh đó, gọi là địa tiên đó, thì làm sao mà trong gia đình nó may mắn mạnh khỏe được. Con cháu mình phải học xong đại học, không có ai thầy nào mà kêu là cứ lo luyện cái này thì không có cần học đại học. Tất cả những đứa họ thiên theo sư phụ phải học xong đại học mới giúp sư phụ an bang tái thới. Rồi phải có lòng yêu dân tộc, 100 triệu dân, chứ không có gì một nhóm, một phe phái hay là một cái pháp môn nào đó. Họ chỉ là mượn đầu heo bán thịt chó đó. Tà tức là tà, chánh tức là chánh, thiên tử tức là thiên tử. Thiên tử có quy luật của thiên tử mà ít có bao giờ xài lắm. Mà hết xài thì là chuyện lớn mới xài. Tới ngày hôm nay vẫn chưa xài. Nên nhớ, bao nhiêu chuyện tan tác, gửi người tới tấn công thuộc, tấn công công chúa, tấn công những người thân ở thuộc, cũng vẫn chưa xài. Cái này là tự động, các chư vị chừng trị thôi. Mà đã như vậy rồi, còn sư phụ mà dậm chân ba cái mà ra lệnh nữa kìa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên là hàng ở Việt Nam, những địa tiên, tà tiên cấu kết với địa tiên, tà tiên ở núi Thiên Long Sơn, cả hai bên cấu kết, cộng với đảng Cộng sản cấu kết với mặt hữu hình. Cho nên tất cả họ là một thế lực rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với bề trên, nó chả có gì nguy hiểm, chỉ là một đám loạn thần tặc tử. Tà không bao giờ thắng chánh, chỉ tội nghiệp những đứa họ thiên vô minh, không biết, bị chúng bùa chúng ngải rồi nghe theo, rồi đi làm đường lạc lối, uống một đời, uống bao nhiêu năm sư phụ dạy dỗ. Cho nên hôm nay lần cuối, còn một cơ hội cuối cùng đó. A Di Đà Phật, hôm nay ngồi buồn buồn, nhớ lại đôi giáp râu của Mỹ Hạnh, sư phụ mới ngồi nói mấy lời này. Xin kính chào, tạm biệt.